Xin thưa quý vị, I think also Tin Mai Nà hả? Tin Mai Nà. Quý thị hôm trước đây là một cái cánh đồng mà trống. Mấy thầy trò tôi chịu cực có 3 tháng mấy, bây giờ có lúa ăn rồi. Đây là một cái mà năm nay. I think this is a good collection. Huh? Yeah, this is good. Và mong rằng là những cái ý của tôi là sẽ được tìm những cái giống lúa tốt để cho dân làng. Dân làng họ rất là mừng, họ không ngờ là mình đã khám phá được cái những cái giống lúa mới này. Và bên phía kia là Kalinamak. Kalinamak. I think this Domena. No. Ekmena. Ekmena. Okay. Now, Acha. Hốt Acha. Acha. Bây giờ bắt đầu ha. After this, we should plant sabji. Yeah. Đem được cái lúa mà Kalinamak. Sắp. I think this one we just keep properly, we make them grow. Yeah. Hey, you know, karana hai. That's why. Karak kero kare. Last time we ban ke mushroom banao. And then continue more. Bar the kanda hai bole. Huh? Bar kanda bari. I think we make all this one how many kilo mushroom, okay? That's right. Than Kalinamak is kidna, the price half. Half, right. Yeah. Everyone. Quý vị thấy tôi rất là vui. Chỉ trong vòng có chưa đầy thấy 3 tháng rưỡi, mấy thầy trò cấy mạ rồi trồng lúa bây giờ đã có kết quả rồi. Mong rằng quý vị nào mà tới chùa thì tôi sẽ tặng mỗi người một ít gạo, rồi đem hột giống đem về đất nước Việt Nam cũng như là các nơi trên thế giới quý vị trồng. Cái lúa mà tôi trồng đó cũng đặc biệt lắm. Mong rằng những cái idea của tôi đó, sau cái trận này đó, mong rằng những người nào mà ở đô thành mà tìm không có công việc làm, chúng ta về quê với những cái mảnh vườn đất đó, để chúng ta có thể tự cày cấy mình trồng lên. Như quý vị thấy bây giờ ở đây không có cái thanh long, tôi đã đem giống thanh long về, bây giờ bắt đầu
ở đây nó được lan truyền đi cả nhiều nơi ở Nepal. Và mai mốt Nepal có thể là một cái đất nước là xuất khẩu về thanh long luôn. Cũng nhanh phải không con? Đây thật kì. Thương quá. Coi là gì mình mới thương cái người nông dân. Nhớ trên lâu nhiều thứ gì? Cái này mà con đưa cái này lên tuyệt vời. Ở Di Đà Phật quý vị thấy rằng cách đây có mấy tháng thôi, 3 tháng tôi đích thân đến đây trồng lúa giúp cho dân nghèo, bây giờ là bữa nay là chúng ta có kết quả rồi. À, và mấy hôm nay là tính đến cắt nhưng mà mưa liên tục, bữa nay bắt đầu sáng cũng mưa nhưng mà quyết định mấy thầy trò đến đây, tự nhiên là ngưng. Sau khi ăn điểm tâm của mấy người dân làng xong rồi bữa nay họ và xin tất cả quý vị cầu nguyện, mà cách đây nhiều năm á, những dân làng ở đây đó họ không có cái đủ cái lúa gạo dùng, một năm chỉ có 6 tháng thôi, tôi phải đi tìm những cái giống lúa đặc biệt đem về trồng. Bây giờ là có thể họ trồng một mùa họ ăn tới 2 năm luôn, gần tới 2 năm, chưa tới 2 năm, gần 2 năm. Và tôi chỉ 6 tháng. Now how to look up? Both at sir. Now the first time also Minh Phước Trí come. Minh Phước Trí now we hope he come here, he work with you. Successful. Đó. Quý vị thấy không? Đây là những cái hột lúa mà chúng tôi trồng lên có một thời gian ngắn thôi. Nhưng mà bây giờ được như thế này. Và hồi trước họ chỉ có đủ mấy tháng thôi. Bây giờ là trên một năm. Dân làng đây họ được lúa và họ được kết quả tốt như là sao mong muốn. Vì trước là đủ có 6 tháng thôi, bây giờ làm trên một năm. Now more than one year. Before they told you only 6 months, but now very wonderful. Okay, okay, namaste, namaste, all of you. Sắp cả, cấm sẽ cấm bara class. Eka, Eka, Eka ra class, bicycle and checking. If no bara class. Bicycle return.
thế này không? Ừ. Cái này mất lắm. Cắt.